Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về đề tài của ảnh hưởng. Nó có nghĩa là gì để có ảnh hưởng? Ảnh hưởng thường có nghĩa là ảnh hưởng hoặc thay đổi ai đó hoặc điều gì đó theo cách gián tiếp nhưng thường là quan trọng. Điều gì đó hoặc ai đó ảnh hưởng đến một khác, sau đó ảnh hưởng đến người hoặc vật. Ví dụ về ảnh hưởng là gì? Ảnh hưởng là sức mạnh mà ai đó có đối với hoặc điều gì đó. Một ví dụ về ảnh hưởng là sức mạnh mà một chiến dịch có được thay thế đổi suy nghĩ của các cử tri tiềm năng. Ảnh hưởng được định nghĩa là ảnh hưởng đến một người hoặc một sự vật. Anh ấy đã có ảnh hưởng lớn đến cử tri trong cuộc bầu cử. Tại sao ảnh hưởng lại quan trọng như vậy? Một khía cạnh quan trọng của ảnh hưởng là mối liên hệ tình cảm mà bạn tạo ra với mọi người. Ảnh hưởng thực sự liên quan đến việc xây dựng lòng tin và mối quan hệ, khiến những người có gắn kết quan điểm và giá trị của họ với chính bạn để đạt được lợi ích lâu dài. Ảnh hưởng tốt là gì? Ảnh hưởng tích cực là tác động của bạn lên người khác và bản thân bạn bằng cách chỉ ra điểm mạnh và đức tính, đó là bạn là người như thế nào, bạn làm gì và sức mạnh bạn có đối với người khác để đánh giá những gì tốt nhất bên trong họ. Ảnh hưởng tích cực giúp mọi người hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Quyền lực liên quan đến ảnh hưởng như thế nào? Quyền lực có thể được định nghĩa như sau: quyền hạn thay đổi hành vi của người khác và khiến họ làm những điều mà họ có thể không làm cho khách khác. Quyền lực buộc mọi người phải hoàn thành một nhiệm vụ nơi ảnh hưởng giúp họ hiểu tại sao nhiệm vụ đó lại cần thiết. Ai là người có ảnh hưởng? Định nghĩa về người có ảnh hưởng là ai đó hoặc điều gì đó có tác động hoặc định hình cách mọi người hành động hoặc cách mọi thứ xảy ra. Một người thuyết phục người khác lắng nghe và làm theo những gì anh ta gợi ý là một ví dụ về một người có ảnh hưởng. Ảnh hưởng là tốt hay xấu? Khi cuộc sống của mọi người bị ảnh hưởng xấu, cái ác sẽ có xu hướng nổi lên. Nếu ảnh hưởng xấu được cho phép tồn tại đủ lâu, cuối cùng người ta sẽ trở thành người xấu. Mặt khác, một ảnh hưởng tốt sẽ khiến lòng tốt của một người nổi lên. Vì vậy, ảnh hưởng tốt chắc chắn có thể định hình cuộc sống của một người hoàn toàn tốt đẹp hơn. Ảnh hưởng hoạt động như thế nào? Ảnh hưởng là việc áp dụng quyền lực để thực hiện một mục đích cụ thể. Mỗi khi chúng ta cố gắng ảnh hưởng đến các người khác suy nghĩ, cư xử hoặc quyết định, chúng ta đang cố gắng ảnh hưởng đến họ. Một nụ cười, một cái bắt tay là những nỗ lực để xã hội hóa, để hình thành sự kết nối và phá bỏ những rào cản. Ảnh hưởng đến người khác có tốt không? Không có vấn đề làm thế nào bạn cảm thấy vào ban ngày. Nó là tốt nhất để thử và vẫn tích cực, tốt nhất hơn sức khỏe của bạn, chính bạn và làn da của bạn khỏe mạnh. Tuy nhiên, nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn để tích cực ảnh hưởng đến người khác, mang lại cho họ hạnh phúc và thoải mái. Bằng cách ghi nhớ rằng hành động của bạn có ảnh hưởng đến người khác, bạn sẽ có thể làm gương tốt hơn. Tại sao việc đánh giá ảnh hưởng của bạn lại quan trọng hơn là chấp nhận chúng? Những người khác tìm đến bạn để xin lời khuyên để hoàn thành những nhiệm vụ cần thiết nhất và đưa ra những quyết định quan trọng. Bạn có thể tạo liên minh trên tất cả các đơn vị kinh doanh, do đó phát triển cơ sở hỗ trợ và hợp tác rộng rãi hơn. Mọi người biết rằng họ có thể phụ thuộc vào bạn để tác động đến các quyết định và thay đổi kết quả theo hướng tốt hơn. Tại sao ảnh hưởng lại quan trọng trong lãnh đạo? Lãnh đạo là một quá trình theo đó một cá nhân ảnh hưởng đến một nhóm cá nhân để làm việc nhằm đạt một mục tiêu chung mà họ cho là mong muốn.
Vì vậy ảnh hưởng là chìa khóa để lãnh đạo thành công. Các nhà lãnh đạo cần bán các ý tưởng và thúc đẩy mọi người ủng hộ và thực hiện các quyết định. Giao tiếp với ảnh hưởng là gì? Truyền thông di truyền thông tin. Ảnh hưởng chuyển các ý tưởng thành hành động và tạo ra hiệu ứng mà không cần sử dụng vũ lực hoặc mệnh lệnh. Bạn có thể giao tiếp mà không gây ảnh hưởng, nhưng bạn không thể ảnh hưởng nếu không giao tiếp. Các hành vi gây ảnh hưởng nhằm đến hành động của một bên hoặc các bên khác. Thuyết phục và ảnh hưởng là gì? Ảnh hưởng là tầm nhìn kết quả tối ưu cho một tình huống hoặc tổ chức và sau đó không sử dụng vũ lực hoặc ép buộc, thúc đẩy mọi người làm việc cùng nhau để biến tầm nhìn thành hiện thực. Thuyết phục có thể được sử dụng để thúc đẩy ai đó hành động hoặc đưa ra quyết định mà không thực sự nhận được sự ủng hộ chân thành của họ. Tại sao ảnh hưởng và thuyết phục lại quan trọng? Gây ảnh hưởng và thuyết phục là hai trong số những kỹ năng quan trọng nhất mà các nhà lãnh đạo thành công yêu cầu ở nơi làm việc ngày nay. Kiến thức tốt về ảnh hưởng và khả năng thuyết phục có thể giúp mọi người thay đổi thái độ, niềm tin hoặc hành động của người khác. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.